con này có phải con phiên bản cao nhất không? Bản cao nhất đấy. Phiên vậy nó lại không thiết kế phanh kia nhỉ? Thật ra thì cái phanh tay này giống như các thị trường khác ấy thì người ta cũng ít khi sử dụng cái phanh tay điện tử lắm. Nhưng mà có cái Đông Nam Á mình là thích phanh tay điện tử. Còn cái phanh tay này, chị sẽ có một cái rất lợi thế là trong những trường hợp khẩn cấp. Cái này bóp này nè, kéo thẳng lên sau. Trong những trường hợp khẩn cấp chị có thể dùng phanh tay này để bù thêm lực phanh cho cái phanh chân kia. Còn phanh tay điện tử thì chị bóp và xong lôi về. Chị không cần phải bóp, chị lôi được thẳng luôn. Còn khi nào chị kéo xuống, chị hạ xuống thì chị không phải bóp. Chị kéo vào lòng chị một chút xong chị hãy bấm nút thì nó nhẹ. Cái này những trường hợp đặc biệt thì rất là hay, mình kéo phanh tay khẩn cấp được. Còn cái kia của chị không kéo được. Cái phanh tay điện tử thì nó lại có một cái đấy rồi. Nó có thêm một tính năng auto hold để giữ trong trường hợp mình đi phố đông thì rất thích. Nhưng mà trường hợp khẩn cấp chạy cao tốc mà cần có lực phanh lớn để tránh chướng ngại vật thì cái đó phanh tay điện tử lại không làm được. Nhưng mà cái phanh tay này thường là chị thấy là nếu mà đi không phải là số sàn, số tự số gì nhỉ? Số mình là số tự động đúng không? Vâng. Còn số sàn ấy thì nó hay sử dụng thì nó sẽ thành quen hơn. Còn nếu mà như xe này mà đi như thế này thì có thể là do chị hay đi phanh tay quen rồi. Cái này mình gần như cũng số tự động thì ít khi phải dùng đến phanh tay ấy. Chị chờ giúp em nhé. Bởi vì cái số tự động này là khi chị về P là nó sẽ chị dừng lại luôn. Về P cái là toàn bộ nó khóa cứng không bị trôi nữa. Cái phanh này mình cũng chẳng bao giờ mình dùng đến đâu. Chị cứ chạy thoải mái đến cuối đường nhá, chạy cho quen. Thì trong này nó có hai cái bài khá là khó thì mình lựa. Em ngồi trên xe thì cũng không sợ. Nếu bình thường mà đi xe lạ là chị cứ chạy thoải mái đến cuối đường. Ừ, nhưng mà đúng tầm nhìn nó thích cảm nhỉ. Được. Chồng chị bảo em thử cái xe nhỏ nhỏ mà không, em cứ phải thử xe to. Cứ thật ra chị đã đi xe cao rồi thì không muốn xuống thấp nữa đâu, chỉ có cao hơn nữa thôi. Giờ bảo ngồi mấy cái sedan của Morning nhỏ nhỏ, mấy cái hatchback đấy sao chịu được, đang ngồi CX-5. Chị sát vào lề trái giúp em nhé, rồi mình sẽ lùi đít vào ở cái chỗ này để mình quay đầu. Cái phần sát vào lề trái thôi, mình sẽ dễ lùi. Nhưng mà cái tay lái của nó là chị cảm giác kiểu cái tay này cứng. Cái tay này thì nó, cái CX-5 của chị đó là trợ lực điện, cái này nó là trợ lực thủy lực. Thì nó sẽ nhẹ. Nhưng thực ra đúng là quen hết. Sau đi thì nó thành quen mà như đầu đấy. Nó cũng có tí sợ sợ. Về số trời. Không, nhưng mà cái quan sát màn hình này là nhìn chắc có thể là do chị đang quen cái kia, nhìn cái kia có vẻ thích hơn. Cái kia nét hơn chị ạ. Thừa công nhận là cái kia nét hơn. Rồi, ok, chị để thẳng đi. Chị cứ chạy thẳng, đạp ga thoải mái. Khi nào thấy biển đi chậm thì nhả ga ra. Thấy biển có phanh thì chị đạp phanh tiếp nha. Nhưng ngồi con này đầm nhỏ êm hơn đấy. Nó sẽ êm hơn với nó đầm chắc hơn CX-5 của chị. Đang chống trượt. Lên nè. Chưa? Có lẽ đúng rồi. Đúng rồi, cứ đi theo bạn kia bạn hướng dẫn. Tiến lên. Vâng. Phay. Rồi chị lùi lại một chút thôi. Rồi phay. Ok. Rồi ok chị. Tắt TRC đi ạ. Em sẽ tắt cái tính năng TRC để kiểm soát lực kéo đi. Như này bây giờ chị sẽ không thể nào thoát được khỏi cái vị trí trơn trượt này. Chị cứ đạp ga thoải mái nó cũng không thoát được. Chị đạp thử. Các trên xe khác và trường hợp như này sẽ chết chắc luôn. Okay, bật TRC. Bây giờ em sẽ bật TRC lên này. Đó, chị đạp ga và chị đã thoát được. Nó khác luôn. Vâng đấy. Đấy, chị đi theo hướng dẫn này. Mình sẽ qua cái cầu lệch kia trước. Chị mở rộng giúp em, sau đó thì căn thẳng lái được hai bánh vào đúng hai cái đường cầu. Căn thật chuẩn nhá. Sang rồi thẳng lái, chị giữ thẳng lái. Rồi giữ thẳng lái không đánh lái nhá, cứ thế đạp ga đi chậm chậm từ từ qua. Có lệch không vậy? Chị cứ đi đi, chị đạp ga đi. Lệch không? Đạp đi, cứ đạp đi, không lật được đâu.
lần đầu tiên trải nghiệm, đừng đánh lái nhá, chỉ cứ đạp ga, không cần phải phanh, cứ đạp ga đi ạ. Chị có qua được cầu này không? Thôi chị không qua được. Thế chị đi vòng qua cầu giúp em, chị đi vòng qua cầu giúp em. Rồi chị vòng qua cầu giúp em. Thử đi, thử đi, thử đi. Thử đi. Không có thử đâu. Thử đi, mấy khi phải rất lâu nữa mới có cái này cho chị thử. Thử đâu đi cái. Thế thôi, ném phao đi. Đi cái chỗ kia. Leo đi cho có cảm giác. Đi chỗ kia không, chị cũng hơi chùn chùn đúng không? Ừ, một là xe lạ với hai nhìn thấy cũng chùn chùn thôi. Cái đây chị sẽ ra ngoài kia giúp em. Đấy chị sẽ đi. Đây mình ra ngoài. Cái tìm thấy cái bắp bênh này rồi. Con gái có nhiều người leo qua cái cao cao đấy không? Bênh đã sợ rồi. Chưa có ai dám leo từ sáng giờ. Cũng chắc cũng chỉ leo cái qua như chị thôi đúng không? Còn chưa không dám leo qua cái kia, có mỗi mình chị dám leo từ sáng giờ. Em tưởng chị nhìn cái là chị thôi luôn. Không, cái đấy thì chị cũng kiểu nó bình thường, nhưng mà kiểu lúc đấy nó chưa có cảm giác. Nhưng mà tự nhiên thấy nó nghiêng hẳn đi đúng không? Ờ, sau khi leo lên hẳn đấy bắt đầu chị về với bạn cờ đỏ cảm giác rồi. Thì bắt đầu mới thấy sợ. Nhìn cái kia tự dưng trùng. Được, trải nghiệm mấy khi. Thôi trải nghiệm một cái rồi. Phí quả leo cầu kia nữa. Thôi. Rồi ạ, chị phanh giúp em.